Chào mừng cô bán chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu về lại cái lô hàng dòng Kobe 250 nhé. Dòng này là Kobe X Super 250. Dòng này cô bán chị có thể sử dụng trong các công trình di động như nhỏ và vừa là rất là ok luôn. Một con máy như vậy này, sản xuất năm 2021 này, được bảo hành chính hãng cho cô bán chị là 12 tháng, Minh Châu sẽ bảo hành 18 tháng cho cô bán chị luôn. Đây, dòng này hoạt động 100% hiệu suất là rất là ok nhá. Các bán chị. Rồi, em khui ở bên trong để cho nhanh gọn lẹ, các bán chị có thể tham khảo chi tiết ở bên trong nó kèm theo những gì nhá. Đó, phiếu bảo hành chính hãng của Kobe này các bán chị. Sách hướng dẫn. Búa gõ xỉ hàng, một cái tay cầm của mặt nạ hàng này. Đây, có kèm theo mặt nạ theo máy luôn để các bán chị có thể hàng yên tâm không bị đau mắt nhá. Khi mà mình hàng thì mình nên sử dụng cái mặt nạ để tránh bị đau mắt. Dây hàng thì 2 đến 4 mét. Đó, dây mát là 2 mét, dây hàng 4 mét. Cọc là cọc lớn luôn này các bán chị, nó tiếp điện rất là tốt. Và kìm hàng này, mà kẹp rất là ok, kẹp đồng luôn để mình bắt mát tốt. Kìm hàng 200 ampere các bán chị ạ. Đây, thân máy của chúng ta này. Đó, được bọc trong hai cái xốp rất là chu đáo luôn. Khi cô bán chị mua về là trong một cái hộp rất là đẹp như vậy nhá. Máy thì nó cũng thiết kế đơn giản như những cái dòng khác của Kobe thôi. Ở hai đầu thì được bọc bằng nhựa PC cao cấp này. Điều chỉnh dòng hàng từ 20 cho đến 250. Có đèn báo nguồn và đèn báo quá nhiệt. Đây, đèn báo nguồn và đèn báo quá nhiệt ở đây. Đó là đèn báo lỗi. Khi mà trường hợp mà hoạt động có trục trặc về điện hoặc lâu dài, nó nóng lên thì nó sẽ ngắt là nó báo nguồn ở đây. Thì cô bán chị cứ rút điện ra chờ một tí thì nó sẽ hoạt động lại bình thường. Còn đây là đồng hồ hiển thị dòng hàng. Phía trước là khe thông gió làm mát để đảm bảo cho tuổi thọ của dòng hàng này. Còn đây là khe cắm kìm hàng và kẹp mát. Đây, cộng trừ có sẵn luôn nhá. Mát là trừ, kìm hàng là cộng này. Đó, âm dương. Ở đây thì dòng hàng này là hiệu suất từ 60 trên 100. Ở công ty đảm bảo chúng ta là hàng từ 1.6 cho đến 4 chấm là tuyệt vời. Không thể chê vào đâu được. Cô bán chị có thể kéo que 4 ly nhá. Là 20 que liên tục. Còn 3 ly 2 của anh chị kéo thoải mái tẹt ra. Công ty bảo hành 12 tháng, Minh Châu bảo hành 18 tháng, cho nên là các bạn chị yên tâm mà sử dụng luôn. Dây hàng kết nối nguồn đây rất là lớn nha, dây kết nối nguồn và jack cắm này thì không bao giờ lắc nên là nó tiếp điện rất là ổn định luôn, bình hàng rất là ok. Dây thì khoảng tầm mét rưỡi các bạn chị. Công tắc bật tắt khi sử dụng này ở đây luôn. Quạt để làm mát đảm bảo cho tuổi thọ của sản phẩm về lâu về dài. Đây, một con máy này, nó thiết kế một tay sắt ở trên rất đẹp mắt, cứng cáp luôn nhá. Đây, thấy các bạn chị thấy con máy chưa? Ở đây thì Minh Châu giới thiệu sơ như vậy bởi vì con máy hàng thì con nào nó cũng giống như con nào. Mình sẽ test thực tế để mình nhìn xem cái con máy nó có khả năng nó làm việc như thế nào từ que 2 ly rưỡi cho đến que 4 ly nhá. Em không cần 1.6 đâu, 1.6 thì nhỏ quá rồi nhá. Rồi, mời các bạn chị cùng em đi vào chi tiết ở bên trong để mình xem nó test, nó tham khảo nó như thế nào. Đây, khe cắm kẹp mát này của bán chị. Em tiếp với kẹp mát nha. Khe cắm kìm hàng này. Rồi, công tắc thì mình bật ở đằng sau đây nhá. Đó, nó hiển thị dòng hàng này của bán chị. Đây, bây giờ em sẽ hàng thử que 2 ly rưỡi này ở dòng hàng 200 nhá. Đây, cái que 4 ly với que 2 ly rưỡi nó khác nhau là một trời một vật luôn nha. Que cực lớn luôn này. Đúng 4 ly chứ không phải là đều nha. Đây, que 4 ly thì em lên 250 thử nhá. Đó, nó bắt hào quang cực kỳ nhanh luôn mọi người ạ.
của anh chị thấy không? Ở cái que 4 ly này, que 4 ly này, que 2 ly rưỡi này, nó nhỏ nhá. Đây, không phải thờ cho nên là đường hàng nó không có được đẹp, nhưng mà bắt hào quang của cái con máy này cực kỳ nhanh nhá. Đây, cháy rất là ngọt luôn. Đây là que 4 ly này. Que 4 ly là nó giống như con sâu luôn các bạn chị. Đó, que lớn này, thấy không? Này mà mình hàng móc cậu là thì tuyệt vời luôn, chứ đừng có nói là hàng sắt dày nữa. Cái này dày mỏng chơi láng hết nhá. Đó, ở cái tấm sắt dày này, dày 5 ly nhá. Mà em hàng ở que 4 ly mà ra cái dòng hàng nó cỡ như vậy thì hàng sắt mỏng là tuyệt vời luôn các bạn chị ạ. Hàng sắt mỏng là bao chạy luôn. Đó, ở một con máy như vậy mà được bảo hành chính hãng 18 tháng thì các bạn chị yên tâm mà sử dụng luôn nhá. Đó, và giá bán của con máy này nó chỉ có 1.650.000 cho các bạn chị luôn. Đây, 250 nhá. Dây hàng thì 2 đến 4 mét các bạn chị có thể hàng thoải mái rồi. Với một con máy như vậy các bạn chị có thể sử dụng để đi hàng những cái công trình vừa rất là ok luôn, vừa nhỏ cũng được. Những anh em mà xài gia đình thì mình xài gia đình thì con này là xài thiên thu luôn, nó không biết bao giờ cho nó hư luôn. Cái này mà nếu mà xài gia đình bảo hành chắc trọn đời luôn đấy, không hư luôn các bạn chị. Kéo que lớn mà nó cỡ như vậy thì yên tâm mà sử dụng luôn các bạn chị ạ. Rồi các bạn chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xây dựng Minh Châu nhé, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và các bạn chị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video tiếp theo của cửa hàng máy xây dựng Minh Châu á. Để xem những video tiếp theo của cửa hàng máy xây dựng Minh Châu nhé. Ai có nhu cầu cái nào thì ủng hộ Minh Châu. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn và chào tạm biệt các anh chị.